Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 10 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 4, bộ sách kết nối. Đó là số có 6 chữ số, số 1 triệu. Chúng ta cùng đi vào tiết 1. Ví dụ ở đây các em nhìn vào phần khám phá, chúng ta có tình huống. Ở đây là bạn robot đang nói với các bạn ở đây là dân số của thành phố Cà Mau năm 2019 là 226.372 người. Tiếp theo là các em sẽ cùng quan sát một cái bảng. Trong bảng này thì người ta chia thành các cột. Đấy, có hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Vậy cái số 226.372 sẽ phân bổ như sau. Các em sẽ có là viết, chúng ta sau khi các em viết số có 6 chữ số này thì chữ số cuối cùng này thuộc hàng đơn vị. Như vậy chúng ta có hai đơn vị. Chữ số 7 này thuộc hàng chục, như vậy chúng ta có 7 chục, biểu diễn đây là 7 chục. Chữ số 3 này ứng với hàng trăm thì có 300, tương ứng là 300. Chữ số 6 này ở vị trí hàng nghìn, như vậy giá trị của 6 này là chữ số 6 này chính là 6.000. Đúng không? Chữ số 2 này ở hàng chục nghìn, như vậy nó là 20.000. Và chữ số 2 đầu tiên này, đứng đầu tiên là chữ số 2 ở vị trí hàng trăm nghìn. Như vậy giá trị của chữ số 2 đầu tiên này là 200.000. Số gồm có 200.000, 20.000, 6.000, 370 và 2 đơn vị. Các em sẽ viết số thì các em sẽ viết theo đúng thứ tự các số này. Theo thứ tự là từ trái sang phải, các em viết dãy số này từ trái sang phải. Thì ta được số 226.372. Chuyển sang một số các bài tập của phần hoạt động. Bài tập số 1 yêu cầu các em hoàn thành bảng sau. Ở đây người ta có cho các em các cái chữ số ứng với các cái hàng. Viết số thì các em sẽ viết các chữ số này theo đúng thứ tự từ trái sang phải cho cô. Như vậy các em viết này, chữ số 6 trước này, rồi đến chữ số 5, chữ số 0, 0, 3, 2, đúng không? Các em đọc số này thì chúng ta sẽ đọc là 650.032, 650.032. Tiếp theo, đến số tiếp theo là số bao nhiêu đây? 300.475. Thì các em sẽ xếp các chữ số này theo vào các cái hàng ở đây. Cô sẽ xếp chữ số 3 đầu tiên, nó thuộc hàng trăm nghìn. Các em xếp vào hàng trăm nghìn. Tiếp theo, chữ số 0 ở vị trí hàng chục nghìn. Chữ số 0 tiếp theo ở vị trí hàng nghìn. Chữ số 4 này ở vị trí hàng trăm. Chữ số 7 ở vị trí hàng chục và chữ số 5 này ở vị trí hàng đơn vị. Các em sẽ đọc số này như sau. Chúng ta sẽ đọc là 300.475. Ở cái dòng cuối cùng này thì người ta đã cho các em cách đọc số rồi. Bây giờ chúng ta sẽ viết số và điền các chữ số vào các cái hàng tương ứng. Vậy với cách đọc là 938.021. 938.021, các em viết số này. Sau đó các em điền các chữ số vào các cột tương ứng. Ta có chữ số 9 này ở vị trí hàng trăm nghìn, chữ số 3 ở vị trí hàng nghìn, hàng chục nghìn, chữ số 8 ở vị trí hàng nghìn, chữ số 0 này ở vị trí hàng trăm, chữ số 2 ở vị trí hàng chục và chữ số 1 ở vị trí hàng đơn vị. Như vậy cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những ai chưa xong, các em hãy dừng một chút để tiếp tục làm xong bài tập số 1 nhé. Ủng hộ cho cô thì các em hãy cho cô một đăng ký và một like nhé các em. Bây giờ cô và các bạn chuyển tiếp sang bài tập số 2. Ta có bài tập số 2 như sau. Nêu số tiền ở mỗi hình theo mẫu. Ví dụ ở đây người ta có 1, 2, 300 này. 13.300. Ở đây nó hơi mờ một chút đấy, các em có thể nhìn vào trong sách của các em. Như vậy ở hình A này, chúng ta có 1, 2, 3, 400 này, 400, 10 này, 1.000 này và 100. Như vậy ở hình A này chúng ta có số tiền là 411.100 đồng. Ở hình B này chúng ta có 100 này, 0, có 1, 2, 3, 4, 5, 6.000 và 100 đồng. Như vậy ở hình B này chúng ta có số tiền là 106.100 đồng.
Kem sẽ cộng cái số tiền có ở các hình chúng ta cộng vào xem thử có tất cả bao nhiêu tiền chúng ta ghi ra. Chuyển tiếp sang bài tập số 3 như sau. Đọc đoạn báo cáo dưới đây và trả lời câu hỏi. Tê giác là loài động vật trên cạn lớn thứ hai ở trên trái đất. Năm 1900, người ta đã ước tính có 500.000 con tê giác ở ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, do nạn săn bắt bất hợp pháp mà ngày nay người ta ước tính chỉ còn có 27.000 con tê giác thôi. Câu A. Năm 1900, ước tính có bao nhiêu con tê giác sống ngoài tự nhiên? Sau khi kem đọc ở đây, A. Năm 1900 này, thì người ta có ước tính có bao nhiêu đây? Có 500.000 con tê giác ngoài tự nhiên đúng không? Vậy câu A, kem trả lời như sau. Năm 1900, ước tính có 500.000 con tê giác sống ngoài tự nhiên. Ngày nay ước tính có bao nhiêu con tê giác sống ngoài tự nhiên kem? À, có 27.000 con tê giác sống ngoài tự nhiên đúng không? Như vậy, ngày nay ước tính có 27.000, viết bằng số đây, con tê giác sống ngoài tự nhiên. Như vậy, trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được tiết 1 bài 10 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 4 bộ sách kết nối. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.